Xin kính chào quý khán giả của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, như chúng ta đều biết, Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị đã nêu ra nhiều chủ trương lớn, trong đó có một chủ trương quan trọng là nâng cao chất lượng của các cơ sở đào tạo về văn học nghệ thuật trên cả nước, rà soát, điều chỉnh, bổ sung các chế độ chính sách về vấn đề đào tạo, bồi dưỡng văn nghệ sĩ sao cho phù hợp với tính chất đặc thù của lĩnh vực văn học nghệ thuật và xây dựng kế hoạch để có thể đưa các năng khiếu, các tài năng về văn học nghệ thuật ra đào tạo ở nước ngoài. Chủ trương là như thế, nhưng trên thực tế thì đã có cơ chế đặc thù cho văn học nghệ thuật hay chưa? Mà ở trong chương trình này, chúng tôi đặt vấn đề một cách cụ thể hơn là đã có cơ chế đặc thù cho đào tạo và thực hành nghề nghiệp của các tài năng trẻ trong văn học nghệ thuật hay chưa? Thì đó cũng là một nội dung mà chúng tôi muốn trao đổi cụ thể hơn trong chương trình Góc nhìn văn hóa ngày hôm nay, với sự tham dự của hai vị khách mời mà chúng tôi đã mời tới trường quay của Truyền hình Nhân dân. Xin được trân trọng giới thiệu, trước hết có sự có mặt của tiến sĩ, nghệ sĩ nhân dân Triệu Trung Kiên, Giám đốc Nhà hát Cải lương Việt Nam. Và vị khách mời thứ hai có mặt trong cuộc trao đổi chúng tôi ngày hôm nay là tiến sĩ, nghệ sĩ nhân dân Đỗ Quốc Hưng, Phó Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Vâng, thưa hai vị khách mời của chương trình, tôi sẽ đi thẳng vào nội dung của chương trình ngày hôm nay bằng một câu hỏi ngắn thôi. Từ cái hoạt động mà các vị đang là đại diện cho các đơn vị về biểu diễn cũng như là đào tạo ở trong ngành nghệ thuật biểu diễn, thì các vị thấy là vấn đề cơ chế đặc thù đối với các cái tài năng trẻ văn học nghệ thuật hiện nay đang như thế nào? Trong Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam thì chúng tôi làm rất là kỹ. Đã những em sinh viên nào đã đỗ vào nhạc viện đã là vô cùng tài năng rồi, nhưng chúng tôi lại phải có một cái khâu tuyển chọn những cái tài năng, trong cái tài năng đó là tài năng vượt trội, để chúng tôi đào tạo một cái tài năng đỉnh cao để chúng tôi có thể đào tạo tại cơ sở hoặc là cũng có thể đưa đi nước ngoài đào tạo để các em đạt đến một cái trình độ nhất định nào đó. Tự các thầy cô giáo tuyển chọn sinh viên của mình có đủ tài năng hay không, có đủ để mà thi được cái học bổng để mà đào tạo tài năng hay không, thì chính các thầy cô giáo cũng là bước một. Đến khi sau này thì bắt đầu đưa vào một cái hội đồng của nhà trường, thì là chúng tôi tuyển chọn rất kỹ mỗi một em sinh viên mà chúng tôi quy định phải, ví dụ như trình bày bao nhiêu tác phẩm từng chuyên ngành, bao nhiêu những cái tác phẩm bắt buộc, những cái tác phẩm mà có thể là yêu cầu trực tiếp của các thầy cô giáo trong hội đồng đó, thì các em phải đáp ứng được những cái điều đó thì các em mới được đỗ và sẽ được một cái đào tạo tài năng. Và khi đào tạo tài năng thì thế này, cái học bổng của các em nó cũng sẽ cao hơn rất là nhiều so với những học bổng của những em tài năng khác, kể cả những cái thầy cô giáo mà được trực tiếp dạy những em tài năng đó, thì các thầy cô giáo tiền giờ dạy những em tài năng đó thì tiền giờ cũng khá là cao. Và bình thường như một em sinh viên của học viện một tuần được học 2 buổi chuyên ngành, thì em sinh viên tài năng đó một tuần được học 3 buổi chuyên ngành. Tuy nhiên sân khấu thì lại khác, và đặc biệt sân khấu truyền thống thì lại còn khác nữa. Sân khấu truyền thống đang rất là khó khăn. Cho nên là một cái hiện thực là thời gian gần đây các bạn trẻ thi vào trường đại học sân khấu điện ảnh, và nhất là các khoa như là khoa cải lương, tuồng thì cực kỳ hiếm hoi. Cải lương thì thật đáng buồn khi vài năm trở lại đây đã không có nhiều thí sinh dự thi. Loại hình chèo thì còn tốt hơn một chút, nhưng cải lương bắt đầu khó khăn, không có thí sinh dự thi. Để thấy rằng là đó không phải là cái lựa chọn hấp dẫn cho các em, các cháu, khi mà các em, các cháu nhìn về tương lai của mình. Đời sống của anh em nghệ sĩ trong nhà hát thì nếu mà nói về mặt đãi ngộ của nhà nước thì chưa đáng là bao. Mức lương rất là thấp, bồi dưỡng biểu diễn bây giờ cũng rất là khó khăn. Thành ra là cái thu nhập thực sự của các nghệ sĩ từ cái hoạt động chuyên môn của mình rất thấp. Và hầu hết đều phải có một cái phương án hai, tức là đều phải có một cách thức khác để lo trang trải, lo kinh tế để trang trải cuộc sống của mình. Giới trẻ sẽ nhìn vào đó
họ mường tượng ra cái tương lai của mình, có thể họ yêu mến, có thể họ thích thú cái loại hình này, nhưng với một cái viễn cảnh như vậy thì có lẽ họ chưa sẵn sàng để dấn thân, cho nên là đó cũng là cái lý do mà các bạn ít thi. Thế còn các bạn khi đã vào trong trường rồi, tốt nghiệp ra rồi, về đến các nhà hát thì nó lại còn phụ thuộc vào nhiều thứ, không kể cả những cái tài năng mà được đào tạo từ nhà trường đi ra. Mặc dù chúng ta hiểu rằng tài năng rất hiếm, để trở thành những ngôi sao như trước đây chúng ta từng thấy ngôi sao qua từng thời kỳ thì gần như lúc này rất là hiếm hoi. Cũng có những cái năng lực tốt, năng lực khá tốt, có thể giữ dàn những cái dàn chính trong các đơn vị thì cũng khá là hiếm hoi. Thế thì khi các em ở trường được đào tạo về nhà hát thì nó cũng lại xuất hiện rất nhiều cái khó khăn. Ví dụ như là cái biên chế của các đơn vị, hầu như bây giờ biên chế thì càng ngày càng cắt giảm, và cái vị trí việc làm trong cơ quan không còn, tiến tới việc là các em phải nhận những cái hợp đồng về mặt chuyên môn. Hợp đồng chuyên môn thì nó cũng lại phụ thuộc vào chỉ tiêu biên chế, khi không có cái chỉ tiêu nữa các em cũng không được hợp đồng chuyên môn mà lại phải thích ứng sang một dạng hợp đồng khác, ví dụ như thế. Tức là cái điều kiện để đón nhận các em nó cũng gặp rất nhiều những cái khó khăn. Khi mà đặt ra vấn đề tài năng trẻ trong văn học nghệ thuật thì ngay từ cái đầu vào ấy, tức là từ cái nguồn đào tạo, nó đã rất là khó khăn, và đặc biệt là ở cái ngành sân khấu truyền thống thì nó cực kỳ khó khăn. Một số ngành khác ví dụ như là xiếc hay múa, rất tiếc là chúng ta không có đại diện để cùng có mặt trong cuộc trao đổi ngày hôm nay, thì tôi biết rằng nó cũng cực kỳ khó khăn. Khó khăn, đúng rồi. Âm nhạc như là anh Quốc Hưng vừa nói thì có vẻ là dễ thở hơn, có nhiều ưu đãi hơn. Tuy nhiên ở đây tôi lại có một thông tin khác. Từ khá lâu rồi, cái hồi mà nghệ sĩ Ngô Thành còn làm Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam ấy, thì có nói với tôi về cái chuyện là trường thì đào tạo rất nhiều ngành và rất nhiều cái chuyên ngành hẹp nữa, thì có một số cái chuyên ngành cũng rơi vào tình trạng là, mà nhất là các cái nhạc cụ quý hiếm ấy, là không có người theo học. Ví dụ kèn co chẳng hạn. Đúng rồi. Đặc biệt là khoa kèn chẳng hạn. Thì nó sẽ dẫn tới một cái chuyện mà ta sẽ hình dung sau này, là các dàn nhạc giao hưởng là ở Việt Nam ấy, là sẽ thiếu những cái người mà chấn giữ ở những cái ải đấy, thì nó không đầy đủ nữa. Thì đấy có phải là một trong những vấn đề mà cũng khiến cho Học viện Âm nhạc Quốc gia hiện nay phải suy nghĩ không ạ? Vâng, rất là đúng. Từ xưa nay thì thật ra thì khoa kèn, đặc biệt những cái khoa khác thì rất là đông học sinh, đông thí sinh để đăng ký dự thi. Nhưng mà riêng khoa kèn từ xưa nay là bao giờ cũng thế, nhạc viện vẫn có một cơ chế để đưa khoa kèn là đi đến các tỉnh, về những các tỉnh, về những cái nhà văn hóa của các tỉnh để tuyển các em từ địa phương đưa lên. Nhưng thực chất mà nói thì cũng một vài năm gần đây thì là cái mà trực tiếp cái ban chủ nhiệm khoa cũng rất là ít để mà đi về cái địa phương. Nhưng mà thực chất ra mà nói thì là khoa kèn là cái số lượng học sinh sinh viên đăng ký vào thi là khá là ít, và đặc biệt là cái bộ môn đàn háp thì là gần như là nhạc viện cũng, từ ngày tôi làm mà từ ngày tôi ở nhạc viện thì tôi cũng thấy chưa thấy một thí sinh nào đăng ký học cái bộ môn đàn háp đâu. Trong tình hình như vậy thì ngay cái việc mà có đủ biên chế cho một đơn vị nghệ thuật hoàn chỉnh ấy, nó đã thành một vấn đề rồi, thì chúng ta nói gì tới cái tài năng, mà nhất là tài năng trẻ nữa. Tôi muốn nhấn mạnh chữ trẻ đây, bởi vì là cái người trẻ ấy, họ chính là hiện tại của nghệ thuật và họ cũng đồng thời là tương lai. Thế thì trong cái tình hình như thế thì có cách giải quyết nào không ạ? Có lẽ chúng ta chưa có nhiều hy vọng. Bởi vì với cái tình hình xã hội như hiện nay, với cái thực tế của các loại nghệ thuật truyền thống như thế này, thì ta chưa thấy có cái gì là cái nhân tố để làm thay đổi cái tình hình này. Ví dụ làm sao để có được rất nhiều các cái thế hệ trẻ dấn thân vào các con đường nghệ thuật truyền thống. Nếu như bản thân nghệ thuật truyền thống không có được cái sự cải thiện, và vấn đề có lẽ quanh như còn lại vẫn là làm thế nào để cải thiện được cái thực trạng của nghệ thuật truyền thống, để sao cho nghệ thuật truyền thống bằng một cái phương án nào đó có thể vượt qua cái lúc khó khăn này và có được một cái vị trí xứng đáng trong cái xã hội đương đại. Nó đảm bảo cho cái nghệ sĩ có được một đời sống ổn định,
có một cái vị trí xã hội tốt, có danh tiếng, có vân vân và vân vân, có nhiều thứ, thì giới trẻ nhìn vào họ mới thấy à, đây có thể là một cái sự lựa chọn cho tương lai của mình. Chứ còn với tình hình hiện tại và với một cái dự cảm chúng ta đều thấy là chưa có gì sáng sủa trong tương lai đối với các loại nghệ thuật truyền thống, thì có lẽ là chúng ta cũng không thể hy vọng được nó sẽ thu hút được các thế hệ trẻ dấn thân vào những cái loại hình này. Vâng, đấy là nói về nghệ thuật truyền thống. Còn với âm nhạc và trong một cái phổ đào tạo rất rộng của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, thì bản thân tôi với tư cách là một người quan sát, một người ngoài cuộc ấy, tôi cảm giác rằng tình hình nó có vẻ khá hơn rất nhiều. Nếu như mà ở lĩnh vực thanh nhạc, sinh viên được đào tạo lĩnh vực ấy thì sẽ có nhiều cơ hội để tiếp cận với khán giả, tiếp cận với thị trường âm nhạc hơn. Thế nhưng mà ở lĩnh vực mà nhạc khí ấy, khí nhạc ấy, và sau đó là người ta hướng công việc của mình tới các cái dàn nhạc giao hưởng hay là gì đấy, thì chắc là khó khăn hơn chứ ạ. Ở Học viện Âm nhạc thì gần như các khoa thì lúc nào cũng rất là đông, đặc biệt là khoa thanh nhạc và khoa piano đông lắm. Cái số lượng thí sinh đăng ký vào có những năm lên đến con số hàng vài trăm người, cũng có những năm mà lên đỉnh điểm là cũng hàng nghìn người để mà đăng ký vào. Nhưng mà cái nguồn của thanh nhạc thì lấy thì là gần như là đại cát tìm vàng đấy, có thể mỗi một năm rất là đông, nhưng mà cái chỉ tiêu của khoa thanh nhạc đề ra cũng xin nhà trường cũng chỉ đến 35-40 em trong hệ trung cấp đấy, còn hệ đại học cũng 35-40 em hệ đại học đấy. Gần như chúng tôi gần như đại cát tìm vàng. Hoặc là khoa piano cũng vậy, khoa piano cái số lượng thí sinh đăng ký vào rất là đông lắm, và kể cả khoa gia nhạc gia và khoa dân tộc, tất cả ở trong học viện chúng tôi thì thật ra các khoa cái số lượng mà thí sinh đăng ký vào thi rất là đông. Nhưng chúng tôi cũng có một cái quy định là mỗi năm chúng tôi chỉ xin đúng 250 chỉ tiêu, kể cả hệ trung cấp lẫn đại học, chúng tôi chỉ xin đúng 250 chỉ tiêu. Tại vì chúng tôi đây là đào tạo đỉnh cao đấy, cho nên chúng tôi cái khâu mà tuyển sinh chúng tôi chọn lọc rất là kỹ. Trong khối nghệ thuật biểu diễn, nhất là các loại hình ca, múa, nhạc kịch, cả truyền thống và hiện đại, cả dân gian dân tộc và hàn lâm phương Tây, vấn đề các nghệ sĩ trẻ và tài năng luôn là một trong những vấn đề được coi trọng hàng đầu, bởi họ là hiện tại và là cả tương lai của ngành. Trước hết, đó là câu chuyện của hệ thống đào tạo. Các cơ sở đào tạo về nghệ thuật biểu diễn phải góp phần lớn trong việc phát hiện và bồi dưỡng những tài năng trẻ. Tiếp đến là câu chuyện của hệ thống thực hành nghề nghiệp cho các tài năng trẻ ấy, tức là các đơn vị nghệ thuật trong và ngoài công lập. Nhà hát tuổi trẻ, nhà hát nhạc vũ kịch Việt Nam, nhà hát chèo Việt Nam, ba nhà hát quốc gia thuộc quản lý của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch là ba đơn vị nghệ thuật có nhiều lợi thế và cũng rất tích cực trong việc sử dụng và phát triển các nghệ sĩ trẻ và tài năng. Tuy nhiên, không phải không có những khó khăn đã và đang đặt ra đối với cả ba nhà hát. Khó khăn về biên chế và vị trí công việc, khó khăn về chế độ lương bổng và chính sách đãi ngộ, khó khăn về việc tổ chức biểu diễn để các nghệ sĩ tài năng trẻ có cơ hội thực hành, mài sắc, nâng cao nghề nghiệp và có thêm thu nhập cải thiện đời sống. Đại diện của ba nhà hát chia sẻ. Thầy già quan hát trẻ, đối với nghề biểu diễn thì tài năng trẻ đang là một cái lực lượng lao động chính trong các nhà hát, chứ không riêng gì nhà hát tuổi trẻ. Thì có một số chúng tôi có thể chia sẻ, ví dụ như các bạn diễn viên múa thì các bạn ấy cũng 40 hoặc là loanh quanh cái tầm tuổi đó, thì để múa những cái tiết mục múa nó có chất lượng thì có thể là cái sức trẻ nó không còn nữa, thì chúng tôi đang dần dần khai thác là các bạn ấy sẽ, vì là nhà hát thì nó có cái phân khúc là diễn cho thiếu nhi, cho nên là có thể đóng các cái nhân vật ví dụ như cỏ, cây, hoa lá hoặc các con thú thì cũng rất là dễ chịu. Nhưng đối với những cái diễn viên trẻ thì hiện nay chưa có cái cơ chế nào để giúp cho cái việc ký hợp đồng. Đấy, thì là họ đang phải làm theo cái việc là kỳ cuộc, làm theo thời vụ. Thì cái hy vọng rằng là trong tương lai tới đây
thì khi mà cái các cái nghị quyết nó đi vào cuộc sống, rồi các cái cởi mở hơn về cái lĩnh vực quản lý, nhân sự, tổ chức thì sẽ giúp cho chúng tôi có cái điều kiện để ký được hợp đồng dài hơi để anh em yên tâm công tác, các bạn trẻ yên tâm được phục vụ. Nói đến nghệ thuật, đào tạo nghệ thuật thì nó rất là khó. Và không chỉ là đầu tư tiền nó cao rất nhiều so với lại đào tạo các ngành khác. Ở trên thế giới cũng vậy. Khi anh học nghệ thuật là tiền nó gấp mấy lần tiền đi học một cái ngành khác của một cái đại học. Rồi là số người, nó là tài năng, nó là năng khiếu, cho nên rằng là không thể là ai cũng có thể học được. Đấy. Đào tạo được ra con người đã khó như vậy, được một người nghệ sĩ, nhưng mà rồi lại cũng bây giờ nó là xu thế chung, tức là chúng ta đang tiết giảm những cái vấn đề về cơ chế về biên chế con người ở trong cơ cấu của một đơn vị nghệ thuật, cũng lại là một vấn đề nó lại tác động. Tức là khi nghệ sĩ ra trường rồi nhưng mà lại cũng không có chỗ nào nhận. Bởi vì họ cũng đầy biên chế thôi. Nhưng mà cái tuổi nghề của họ lại ngắn, cho nên là những cái số biên chế mà vào các đoàn nghệ thuật, các đơn vị nghệ thuật bây giờ thì cứ già hóa đi. Khi các em vào, các thế hệ trẻ có rất nhiều, các em vào với chèo. Nhưng mà sau đó thì rơi rụng dần. Thứ nhất là đời sống không đảm bảo. Khi đi học thì cũng đã được nhà nước bao cấp về cái việc tiền học, hỗ trợ về tiền học. Nhưng mà với cái đồng lương, khi các bạn được hợp đồng hoặc là được vào các cái nhà hát để biểu diễn thì nó rất ít. Chính vì vậy cho nên là chỉ điểm trên đầu ngón tay có những cái tài năng mà ở lại với nghề. Còn ngược lại là các bạn có một cái tuổi trẻ hoặc là có một cái hình thức đẹp hoặc là cũng có tài năng thì các bạn lại chạy sang lĩnh vực khác. Bởi vì họ nghĩ một điều rằng là để mà trở thành một cái diễn viên truyền thống thực sự thành danh thì trông gai. Đấy, và các cụ nói rồi, có thực mới vực được đạo, thì phải có ăn, có tiêu, có đầy đủ cuộc sống thì mới có thể chăm sóc được cho nó. Hình như nó có một cái nó chưa tương xứng, nó chưa khuyến khích được cái sự đóng góp của các nghệ sĩ nói chung, và đặc biệt tôi muốn nhấn mạnh là các tài năng trẻ, bởi vì là nó cần phải có một sự khuyến khích thì tài năng mới có thể bùng nở ra được và vươn tới đỉnh cao. Sinh viên tốt nghiệp ra trường sân khấu điện ảnh Hà Nội mà thực sự tài năng, khi được nhận về các nhà hát thì các bạn ấy sẽ được giao cho các vị trí, những cái vai diễn chính chẳng hạn. Các bạn sẽ được tham gia các hội diễn và các bạn được phát huy hết cái năng lực của mình, được tỏa sáng và được thừa nhận thông qua các cái giải thưởng của các cái kỳ liên hoan. Và với những cái thành tựu đạt được, các bạn đồng thời cũng có được những cái, nó giống như cái thương hiệu để các bạn có được một cái nào đó trong cái thị trường tự do, ví dụ như thế. Thành ra là có thể nói là tài năng ra trường vẫn có điều kiện để bộc lộ, để phát huy hết cái năng lực của mình, cống hiến cho khán giả, cho xã hội, chứ không phải là không có điều kiện. Chỉ có điều là tài năng thì quá hiếm hoi và một số cái cơ chế chính sách nó đang không thuận lợi cho cái việc để tiếp nhận được, để có được, để tiếp nhận được các tài năng về các đơn vị. Thật ra thì cũng như sân khấu cũng vậy và âm nhạc cũng vậy, có rất là nhiều những em mà thì thực sự đây là mong muốn thôi, nó có một cái mà đặc cách, một cái sự biên chế đặc cách, ví dụ tài năng, đây là mong muốn thôi, chứ nếu mà không có cái sự đặc cách đó thì vẫn cứ theo quy trình là các em phải hợp đồng bao nhiêu năm này, bao nhiêu năm sau đó thì mới được đề xét để mà có biên chế không. Thì cái đấy thực sự là đến khi bao nhiêu năm thử thách của các em thì nó rất là nhiều, những các đơn vị khi đã tài năng thì nó rất là nhiều người nhòm ngó đến. Đấy, thì mình muốn xin một cái suất hoặc một hai cái suất đặc cách để mà nó rất vô cùng tài năng, mình xin biên chế luôn và mình gò nó vào, bắt nó phải ở lại để nó cống hiến cho cái đơn vị của mình. Đấy, đây là một cái sự mong muốn thôi. Khi các em đã về được nhà hát và có được một cái biên chế ở nhà hát thì các em bắt đầu được hưởng cái mức lương khởi điểm vài triệu. Đó, thì với cái mức lương ấy thì cũng không mang tính khuyến khích và cũng hoàn toàn không, chưa phải là một sự đãi ngộ gì đối với các em, mà chỉ là những cái mức lương tối thiểu theo đúng các quy định. Và như vậy thì các em vẫn cứ cống hiến, các em vẫn tỏa sáng, nhưng đó là do cái lòng yêu nghề của mình thôi.
chứ thực sự thì cũng chưa phải là có một cái chế chưa độ nhìn gì, kết quả chưa, chính sách gì và đãi ngộ gì cho các em cả, mới là tự thân và bằng cái lòng yêu nghề mà các em vươn lên, các em phấn đấu, các em tỏa sáng để tạo nên những cái danh dự cho chính mình mà thôi. Cái mà anh Triệu Trung Kiên vừa nói, cái thị trường tự do ấy bây giờ nó cũng bị hẹp lại rất nhiều, nhất là đối với sân khấu và đặc biệt là đối với sân khấu dân tộc, sân khấu truyền thống. Tuy nhiên tôi muốn quan tâm tới một vấn đề khác, có lẽ là vấn đề này thì nó không thể hiện nhiều lắm ở trong lĩnh vực âm nhạc mà nó sẽ thể hiện nhiều hơn ở sân khấu. Ví dụ như là khi mà các em sinh viên ra trường, trong đó có cả tài năng lớn lẫn tài năng vừa vừa thôi, đi về một cái đơn vị nghệ thuật nào đấy, thì chúng ta hầu hết là vừa rồi chỉ nói tới trường hợp của các diễn viên thôi, nhưng mà nó có bộ phận đặc biệt là các đạo diễn. Đạo diễn thì càng hiếm hơn nữa. Thế thì đã từng có xuất hiện ở trên báo chí trong thời gian nhiều năm trước và lác đác bây giờ vẫn vậy thôi. Có một câu hỏi đặt ra là cơ hội nào cho các đạo diễn trẻ, tức là để cho họ dựng một vở thì nó rất là phiền toái, nó liên quan đến kinh phí bỏ ra để đầu tư cho việc dàn dựng cái vở đó, nó liên quan đến cái chuyện đem vở đó đi dự các cái liên hoan, các hội diễn toàn quốc để mang lại huy chương. Thế thì rất hiếm khi các đạo diễn trẻ được giao vở để mà có thể tha hồ thể hiện tài năng của mình. Thì đấy phải chăng cũng là một vấn đề mà chúng ta cần phải bàn đến khi mà nói tới cơ chế đặc thù cho các tài năng trẻ trong nghệ thuật biểu diễn. Một người đạo diễn có làm được ngày không thông qua một cái tiểu phẩm ngắn là biết. Trong khi đó thì tôi nghĩ rằng như cá nhân tôi chẳng hạn, trước đây cũng vậy, chúng tôi cũng đã từng đi lên bằng cách đấy. Chúng tôi khi chúng tôi còn chưa đi học, chúng tôi đã tự làm những cái tiểu phẩm. Chúng tôi đăng ký về nhà hát để làm những cái trích đoạn ngắn. Và thông qua những trích đoạn đó thì các cái thế hệ lãnh đạo trước đã nhìn thấy chúng tôi và cho chúng tôi đi học và sau đó giao việc cho chúng tôi. Thế thì bây giờ cũng vậy, với nhà cải lương Việt Nam, tôi nghĩ rằng với các đạo diễn trẻ, nếu thực sự có năng lực xuất hiện thì chúng tôi nghĩ chúng tôi sẵn sàng tạo điều kiện để cho các bạn làm việc, miễn là các bạn phải đạt được hiệu quả. Chứ chúng tôi không thể nào giao, bởi vì ví dụ như nhà hát cải lương Việt Nam chúng tôi một năm chỉ có 2 đơn đặt hàng của bộ thôi, để dựng cho 2 tác phẩm sân khấu. Thì đương nhiên chúng tôi phải chọn mặt gửi vàng, chúng tôi phải giao cho những đạo diễn mà chắc chắn nó phải đem đến thành công cho tác phẩm. Đạo diễn trong nhà hát và đạo diễn ngoài nhà hát. Các em mới có thể, nếu như chúng tôi thấy những em đi học đạo diễn về có năng lực, chúng tôi sẵn sàng giao cho các em đạo diễn những cái tác phẩm, rồi tham gia các cuộc thi vân vân và vân vân để các em khẳng định năng lực của mình. Nhưng vấn đề là thực sự mà nói hiếm quá. Hiếm quá. Khi mà tôi dẫn ra nghị quyết 23 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật, về vấn đề đào tạo và bồi dưỡng các văn nghệ sĩ, đặc biệt là cái thế hệ trẻ, thì nó có một cái ý rất là quan trọng là cần phải xây dựng kế hoạch để đưa các năng khiếu và các tài năng đi đào tạo ở nước ngoài, những cái nước mà có trình độ phát triển văn học nghệ thuật khá tốt. Các vị nhận thấy là trong tình hình nước mình, cái câu chuyện đó được đặt ra thế nào? Chủ trương thì là như thế, nhưng mà thực tế thế nào? Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội hàng năm vẫn có những cái chỉ tiêu và những cái suất đi học ở nước ngoài. Thi thoảng thì vẫn thấy có thông báo của nhà trường là có những cái tiêu chuẩn đi học nước ngoài của rất nhiều các cái ngành nghề. Thí dụ như là đạo diễn, họa sĩ, nhạc sĩ, vân vân và vân vân. Thế nhưng nhìn chung thì cũng lại không thấy có nhiều các sinh viên thỏa mãn được cái điều kiện, hoặc là kết quả là cũng không thấy là có nhiều sinh viên được cử đi học nước ngoài. Trong khi đó rõ ràng ta thấy cái nhu cầu được cử người giới trẻ đi học nước ngoài là một cái nhu cầu bức thiết. Chúng ta nhớ lại ngày xưa khi mà thế hệ bậc thầy của chúng ta đã được cử đi sang Liên Xô, sang Trung Quốc cả một thế hệ, và khi các thầy trở về đã làm cho sân khấu Việt Nam phát triển một cách rất là rực rỡ. Thế thì lúc này cũng là cái lúc rất cần phải điều đó. Sân khấu Việt Nam rất cần tiếp cận với sân khấu thế giới, cần phải hòa cùng với sân khấu thế giới một dòng chảy. Muốn như vậy thì nó phải có một cái sự giao lưu, trong đó có cả cái việc mà phải được cử đi để học hỏi các cái xu hướng sân khấu nghệ thuật thế giới để mang về. Từ đó mà chúng ta hiện đại hóa cái nền sân khấu của Việt Nam. Thế nhưng đấy, lại có một hiện thực, tức là cũng lại không có nhiều những gương mặt các sinh viên đã được đi học ở nước ngoài, thì do rất nhiều cái lý do là như vậy. Nó cũng có một cái khó là thế này. Thật ra khi mà thế giới vào tuyển các em, những tài năng đều đưa đi nước ngoài học, thì bây giờ cái sự đòi hỏi của người ta rất là cao. Không những đòi hỏi về chuyên môn, chuyên ngành các em nó phải đã là rất là cao rồi, nhưng mà còn cái trình độ ngoại ngữ nữa. Đấy, ở bên kia họ tuyển ví dụ IELTS mấy chấm,
cái trình độ IELTS xong người ta phỏng vấn. Đấy, phỏng vấn cái trình độ tiếng Anh, ngoại ngữ có tốt hay không. Đấy là một cái sự mà đòi hỏi rất là cao. Đấy, cho nên thật ra thì khi các em nó đã được vào một cái chế độ đào tạo tài năng, đào tạo đỉnh cao rồi ấy, thì là bao giờ các em nó cũng trau dồi gần như là kiến thức tổng hợp. Chứ không ngoài chuyên môn ra còn ngoại ngữ, còn tất cả những cái môn mà các em học nữa, thì gần như là học rất là đồng đều. Thì các em mới đủ tiêu chuẩn để mà đi du học nước ngoài, đỗ được cái học bổng nước ngoài. Tóm lại phải có một cơ chế đặc thù. Và chưa ngay có đúng không ạ? Tức, hiện chưa nay có. Thì chưa có. Chưa có. Vâng. Thực sự là chưa là có. Cho nên là Đảng Nhà nước cần có một cái tầm nhìn và làm sao đó để đề ra được, tạo điều kiện, tạo ra một cái cơ chế mà cái cơ chế ấy nó thuận lợi cho các tài năng phát triển và phải áp dụng càng sớm càng tốt. Trong đó có những cái việc như là phải tạo cho những cái người nghệ sĩ nó có được một cái sự bảo trợ nào đó để làm cho cái nghệ thuật truyền thống nói riêng rồi nghệ thuật sân khấu nói chung nó phải có do cái cơ chế ấy mà nó được nâng đỡ và được chắp cánh để cho nó có được một cái sự tỏa sáng về mọi mặt. Như tôi đã nói ở ngay phần mở đầu của chương trình này ấy, là về mặt chủ trương thì Đảng và Nhà nước hết sức quan tâm đến sự phát triển của văn học nghệ thuật, đặc biệt là trong cái thời kỳ mới, và đã có một chủ trương rất rõ về việc là phải có một cái cơ chế chính sách đào tạo và bồi dưỡng văn nghệ sĩ cho nó phù hợp với cái tính chất đặc thù của cái lĩnh vực này, cũng như là xây dựng cái kế hoạch để mà đưa các năng khiếu, các tài năng về văn học nghệ thuật ra nước ngoài đào tạo. Thế nhưng mà như chúng ta đã cùng trao đổi trong chương trình hôm nay, từ ý kiến của các vị, những người mà đang hoạt động cách trực tiếp ở trong lĩnh vực đào tạo cũng như là ở các đơn vị nghệ thuật, thì thấy rằng có rất nhiều khó khăn. Khó khăn ngay từ đầu vào, ngay từ cái nguồn đào tạo nó đã ít và hiếm so với trước kia. Thế cho nên là cái việc mà chúng ta có ít các cái tài năng cũng là một cái thực tế mà khiến cho việc đặt ra cái chuyện là cơ chế đặc thù nó cũng trở nên là rất là khó thực hiện được. Chưa nói tới việc là sau khi đào tạo có các tài năng rồi, các tài năng khẳng định được tài năng của mình rồi, thậm chí còn được đào tạo ở nước ngoài và họ càng trở nên làm tài năng hơn nữa, thì nếu như có về nước cũng lại một loạt các cái cơ chế, các cái thủ tục hành chính, rồi kể cả cơ chế về tiền lương cũng như là điều kiện làm việc, khiến cho ít nhiều là có cái hiện tượng là họ nhụt chí hoặc là sẽ không khuyến khích được những người khác đi theo con đường này. Và chính vì thế mà chúng tôi và chúng ta mới đặt ra câu chuyện là phải có một cơ chế đặc thù, hay nói theo ngôn ngữ của tiến sĩ nghệ sĩ nhân dân Đỗ Quốc Hưng là phải có một sự đặc cách. Thì chúng ta thấy rằng cái sự đặc cách ấy nó thể hiện ở trong thời gian qua ở các cái đơn vị đào tạo cũng như là ở các cái đơn vị nghệ thuật là không nhiều. Và có thể kết luận rằng mặc dù chủ trương thì có, thế nhưng một cái cơ chế đặc cách thì gần như là chưa có. Chưa có. Và đấy chính là một trong những vấn đề mà tôi nghĩ rằng tất cả những nhà quản lý về văn hóa, những người có trách nhiệm trong chuyện này cần phải chú ý và coi nó như là một vấn đề cần thiết phải được đặt ra để mà hiện thực hóa. Nếu như mà chúng ta còn nghĩ tới một cái chuyện là văn học nghệ thuật Việt Nam có thể phát triển và đổi mới và hội nhập với thế giới một cách sòng phẳng và đem lại cho đời sống xã hội nhiều cái giá trị tinh hoa nhiều hơn nữa. Vâng, chúng ta cùng hy vọng vào điều đó. Và một lần nữa thì cảm ơn hai vị đã tham gia và chia sẻ quan điểm của mình trong chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.